giới thiệu với các bạn một cái mã sản phẩm mà nói chung là tầm trung để cho các bạn nào mà làm đồ họa hoặc là chơi game. Ok chưa? Không phải là mã quá siêu khỏe nhưng mà nó là đáp ứng được. Ví dụ như là chơi game LOL này, PUBG này, hoặc là vẽ AutoCAD, Photoshop. Đấy. Hoặc là làm lập trình, các bạn học sinh, sinh viên làm văn phòng thì quá thừa rồi. Ok chưa? Đây, hôm nay mình về rất là nhiều hàng, rất nhiều mã mới luôn các bạn nhé. Không, bên mình thì hàng về liên tục luôn. Và bây giờ mình sẽ review qua cái mã mà mình vừa nói với các bạn nhé. Đây, bên mình thì có rất nhiều các dòng sản phẩm có giá dao động từ 3 triệu 9 cho đến 12 triệu luôn, đáp ứng đủ nhu cầu các bạn về học tập này, văn phòng này, cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc những thầy cô giáo. Cho nên là bạn nào có nhu cầu cứ inbox cho mình sẽ gửi ảnh giá cấu hình chi tiết cho các bạn để các bạn chọn được cái mã máy phù hợp cho các bạn nhé. Thì bên mình ấy, thì là có ship toàn quốc tận nhà các anh chị em luôn, anh chị em bên mình miễn phí luôn, cho nên là các anh chị em không phải thanh toán tiền ship. Khi nào nhận hàng anh chị em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán anh chị em nhé, kiểm tra hàng giống như mã máy mà anh chị em đã đặt và giống máy nó không rơi vỡ vào đập gì, hoạt động bình thường thì anh chị em nhận máy. Ngoài ra thì là máy có đầy đủ pin sạc kèm theo và có tặng theo một phần quà, vì đợt này bên mình đang có chương trình khuyến mại, nó bao gồm cặp đựng laptop, chuột không dây và tấm lót chuột các bạn nhé. Khi nào nhận hàng các bạn cứ kiểm tra đủ đồ cho mình, ok chưa? Tất cả mọi thứ đầy đủ hết thì các bạn thanh toán tiền cho ship. Thì trong quá trình sử dụng ấy mà các bạn cần hỗ trợ về phần mềm ấy là máy bên mình là bảo hành 3 tháng về phần cứng toàn bộ máy các bạn nhé. Còn về phần mềm ấy thì là bên mình có nhân viên hỗ trợ kỹ thuật cho các bạn là trọn đời luôn. Khi nào các bạn còn sử dụng máy đấy thì các bạn cứ gọi cho số kỹ thuật bên mình là có cả Zalo và số điện thoại, các bạn kỹ thuật sẽ có trách nhiệm hỗ trợ các bạn về phần mềm hoặc cài từ xa cho các bạn những gì các bạn yêu cầu. Ok chưa? Mình sẽ đi review cái mã là Dell 3440 đấy cho các bạn xem nó là cái mã nào nhé các bạn nhé. Để mình tìm cái mã đấy rồi mình review cho các bạn xem. Không biết để đâu luôn. À đây, ok. Lấy ra cho các bạn xem. À 344 mấy nhỉ? 3443. À 3443, xin lỗi các bạn nhé. Ok, đi thì mình không nhớ được, đi số nào. Đây là cái mã 3443 mình giới thiệu các bạn đây. Đấy, vỏ vân sần nói chung là chống xước khá là ok. Màn hình 14 inch các bạn nhé. Đấy. Máy thì đẹp gần như mới luôn, không xước xa gì cả. Các bạn nhìn là rất là ok, trên 95% luôn. Mà đây thì có các đồ họa nên các bạn có thể chơi game và thiết kế đồ họa được. Đấy, bên phải thì có một cổng USB, đây là chân cắm của thẻ nhớ các bạn nhé. Bên trái thì có hai cổng USB, một đầu là G45 để cắm mạng LAN và đây là cái chân cắm 3.5 ra loa ngoài. Và đây là cổng HDMI các bạn nhé. Còn đây là chân cắm sạc. Ok ạ, bây giờ mình sẽ test qua xem cái máy này nó hoạt động như nào, cấu hình ra làm sao nha các bạn nhé. Ok. Đấy. Thì trước tiên là mình sẽ check cấu hình cho các bạn xem. Đấy, thì để mình check cấu hình cho các bạn. Để mình con chuột này cho nó nhanh, làm lâu quá cơ. Đây, thì khi mà các bạn muốn check cấu hình mã máy này ấy, thì các bạn kích chuột phải vào GPC, các dạng bạn chọn dòng cuối cùng là Properties, ok chưa? Đấy, để mình mở thêm các cái chương trình để mình test cho các bạn. Nam ơi, các bạn này chưa lên RAM 8 à? Chưa lên đúng không? Quên đấy. Để mình mở mấy cái tab mình test luôn cho các bạn xem cùng một lúc luôn cho nó tiện. Tiếp theo mình test cái mic đã nhé, cho nó nhanh. Đây là mình bật cái mic này mình test. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mình chào tất cả các bạn nhá. Đấy, để tí nữa mình test luôn cái cam luôn cho các bạn luôn. Đấy, cam thì khá là ok luôn. Đấy, để các bạn giảng dạy hay là học online thì không có gì phải thắc mắc nữa rồi. Ok chưa? Còn bây giờ mình sẽ xem cấu hình máy. Máy này là chip i5 thế hệ 5 các bạn nhá, 5200U. Đấy. RAM là 8GB, ở đây đang là 4GB các bạn nhá. Đấy, nhưng là mặc định các bạn nhận là 8GB nhá. Mình cầm nhầm cái mã 4GB xuống đây các bạn nhá. Đấy, RAM là RAM 8GB các bạn nhá. Các bạn cứ kiểm tra đủ 8GB các bạn nhận hàng. Đấy, CPU là 2.2, ok chưa? Đấy, mình không muốn đổi cái mã lên xuống, mình chốt vào đây review rồi thì lên xuống không thành vấn đề đâu. Mất thời gian quá. Ok chưa? Bây giờ mình play lại cái mic này cho các bạn nghe. Đấy, đấy là cái mic ghi âm khá là nét, khá là ok.
Còn mã này có cạc hình rời nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ test, mình sẽ kiểm tra cái cạc hình rời cho các bạn. Đó, cạc hình rời đây, display đây. Cạc hình rời là cạc Nvidia GeForce 820M các bạn nhé. Cạc này là cạc 2GB nhé các bạn nhé. Cho nên là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn về đồ họa, các bạn thiết kế đồ họa này, chơi game các kiểu luôn. Còn bây giờ mình sẽ test qua một cái video để cắm cái chân 3.5 ra cho các bạn và cắm luôn cái cổng HDMI cho các bạn nhé. Nhưng mà cái video xem nào, để mình chọn cái video, xem chọn video mình không dám lấy tiếng Việt, DG Trung Quốc đi, Trung Quốc remix, để vì là lên nó sẽ vi phạm bản quyền các bạn ạ. Ok, mình sẽ bật một cái video lên cho các bạn nghe loa. Ok đấy, em cho các bạn xem. Ok chưa? Đấy, thì bây giờ mình sẽ cắm ra ngoài cho các bạn xem là cái cổng HDMI là có ok không. Đây, mình sẽ lấy cái màn hình này cắm cổng HDMI test cho các bạn nhá. Đấy, và mình cắm luôn cái cổng chân cắm 3.5 cho các bạn luôn. Đây, lên hai màn hình rồi nhá các bạn nhá, các bạn nhìn thấy chưa. Đấy, mình sẽ cắm nốt cả chân 3.5 vào nữa cho các bạn. Ok, mình sẽ xem cái loa ra ngoài nghe có hay không. Này, khá là ok luôn các bạn nhá. Thành bass stereo là đầy đủ hết. Nghe mã này các bạn làm nhạc nghe ra lo ngoài cực kỳ hay luôn. Thôi mình rút ra ẩm quá. Ok chưa? Mình test sơ bộ cái mã này như thế cho các bạn thôi. Và bạn nào có nhu cầu cứ gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0934669689. Zalo cũng là số đó luôn. Đó, mình sẽ tư vấn cho các bạn để chọn được mã máy ưng ý. Thôi mình xin phép chào tạm biệt các bạn nhá.